Xin chào mọi người, chào mừng quý anh chị khách hàng quay trở lại cùng với em Kiên Sofa. Hôm nay thì em có hai cái loại vật liệu rất cao cấp ở đây, đó chính là gỗ óc chó và da bò tự nhiên. Hai loại vật liệu này thì rất là hay được kết hợp với nhau để sản xuất ra những cái bộ sofa hiện đại. Và đây cũng là một trong những cái nhóm sản phẩm cao cấp nhất, vật liệu cao cấp nhất để mọi người có thể sản xuất ra một bộ sofa rồi. Và nó chi tiết như thế nào thì hãy cùng em Kiên trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì cái bộ sofa sẽ được làm từ gỗ óc chó nguyên kiện nhập khẩu, và loại vật liệu này cũng là một trong những cái loại vật liệu tốt nhất để mọi người sản xuất sofa rồi. Cái kiểu dáng sofa thì như mọi người có thể thấy đấy, nhìn nó rất là quen thuộc với cái mã sofa S66, một trong những cái mã sofa mới nhất trong năm 2024 này mà được em Kiên phát triển và sản xuất. Với một cái cấu hình văng rất cơ bản, bao gồm có đôn cấu trúc một đệm ngồi, phần văng cấu trúc 2 đệm ngồi và văng lớn cấu trúc 3 đệm ngồi, sẽ cung cấp cho mọi người tới 6 cái chỗ ngồi rất là vừa vặn và rộng rãi. Đi kèm với đó sẽ là có một cái chi tiết bàn kẹp góc được đặt ở điểm nối của văng ngắn và văng dài, và bàn trà như thường lệ thì chiều dài sẽ là 1,5m và chiều rộng sẽ là 90cm, giúp cho mọi người có thể sử dụng để tiếp khách hàng ngày này. Ngăn kéo thì giúp cho mọi người để đồ, ngăn kéo rất lớn luôn, ngăn kéo cực kỳ rộng lớn để có thể để được rất là nhiều đồ dùng. Mỗi cái phần ngồi thì đều có những cái phần ngăn kéo rất là đầy đủ để mọi người có thể nâng cao cái tiện ích sử dụng. Rồi, xét về chi tiết một chút thì cái hệ chân được làm mới. Cái hệ chân này được làm mới nhất trong năm 2024 này với rất nhiều cải tiến và những cái đường bo, giúp cho mọi người cảm giác như là cái bộ sofa nhìn trông nó sẽ khỏe khoắn hơn khá là nhiều. Ngay bên trên thì một cái hệ hông cũng sẽ được bo rất là nhiều, và một cái hệ quây bệ cũng sẽ được bo. Đó, mặt ngăn kéo thì luôn luôn sẽ được lựa chọn những cái tấm nu gỗ óc chó đẹp nhất để mang thẳng lên bề mặt. Đó, rất là đẹp. Khi mà nhìn vào bộ sofa gỗ óc chó này thì cảm giác nó sang và trông cảm giác nó rất là đắt tiền đấy mọi người ạ. Vì vậy nên là những cái hệ phụ kiện đi kèm theo nó cũng sẽ là những cái hệ phụ kiện đắt tiền. Ví dụ như em Kiên đang có ở đây, đó là da bò. Đây là một cái hệ da bò nguyên con được nhập khẩu từ Ý. Đó, da thì rất là dày luôn mọi người nhé, da dày. Da bò thì nó sẽ có một vài cái đặc tính, đó là mặc dù nó dày nhưng mà nó rất mềm. Đó, nó mềm lắm mọi người ạ, cực kỳ là mềm luôn. Đó, chi tiết thứ hai ấy là nó chịu lực rất là tốt. Mọi người sẽ không thể làm tổn thương cái bề mặt da bò này nếu như sử dụng lực căng bằng sức của mình thông thường đâu. Đây, mình sẽ không thể làm rách được cái da bò này đâu. Cái tính chất này thì mình sẽ không thể gặp được ở trên da nhân tạo đâu. Da nhân tạo mọi người chỉ cần dùng một cái lực tương đối mạnh một cái là sẽ hỏng bề mặt da ngay, nhưng mà da bò thì nó không như thế đâu. Đó, và cái một cái đặc tính rất ưu việt nữa của da bò đó là nếu như mọi người làm xước cái bề mặt ấy, thì mọi người có thể phục hồi được bề mặt. Đấy cũng là một trong những cái tính chất mà da nhân tạo hoàn toàn không có được. Đó, một tấm da bò như thế này sau khi được hoàn thiện, sau khi được pha ra thì sẽ trở thành một cái tấm đệm như thế này. Đó, em chỉ có một cái tấm đệm ở đây để mô tả cho mọi người thôi. Đây không phải là tấm đệm của bộ sofa này đâu, nhưng mà đây chính là cái đệm của sofa đấy. Đó, ngồi như thế này rất là êm. Và với da bò thì đương nhiên rồi, nó cao cấp, nó hiện đại và nó rất là sang trọng lắm. Đó là hai loại vật liệu mà em Kiên thường dùng để sử dụng hoàn thiện nên những cái sản phẩm sofa rất cao cấp sử dụng trong không gian phòng khách hiện đại. Mọi người còn rất là nhiều những cái hệ vật liệu khác nữa, vật liệu nhân tạo cũng có, các cái loại gỗ như là gỗ hương, gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá hay là gỗ sồi để hoàn thiện nên bộ sofa này cũng có, với cái ngân sách nó thấp hơn thì mọi người có thể trao đổi và liên hệ với em Kiên nhé, để nhận về những cái loại vật liệu này, những cái sản phẩm sofa nó phù hợp với mức ngân sách mà mình dự chi, cũng như là phù hợp với cái sở thích của từng quý anh chị khách hàng một. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.